Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mình là đàn ông mà, anh sống vậy mà sống được anh? Về đi, khó khăn gì mấy. Tôi nghĩ rằng đó là con người, khi mình sinh ra con của mình được, mình không lo được, nhưng mà mình ở gần nó chỉ còn tinh thần thôi thì cũng đủ để có thể con vững bước trong tương lai của mình rồi. Thật ra là tôi cũng không biết anh là ai hết á, nhưng mà hôm nay tôi nghĩ rằng anh xem được chương trình này á, về với con đi. Cho dù kinh tế mình khó khăn cái gì đi nữa, nếu mà mình bên cạnh con thì con nó cũng hạnh phúc. Nó chỉ mong điều đó thôi, nó không mong anh về cho tiền cho bạc gì đâu. Tôi nghĩ là như vậy. Mình là đàn ông mà, anh sống vậy mà sống được anh? Không anh Linh ơi, em nghĩ là ai cũng có những cái khó khăn riêng, nhưng mà em nghĩ là rồi anh ấy sẽ có cái suy nghĩ lại khi mà sắp xếp được cuộc sống anh ạ. Về đi, khó khăn gì mấy. Tôi nghĩ rằng đó là con người, khi mình sinh ra con của mình được, mình không lo được, nhưng mà mình ở gần nó chỉ còn tinh thần thôi thì cũng đủ để có thể con vững bước trong tương lai của mình rồi. Bà thì gần như sức khỏe của bà rất yếu rồi đó. Trong gia đình hai bà cháu thấy sống bằng những giọt nước mắt không à? Gần như không có gì hết á. Tại sao cuộc sống này lại khó khăn ngặt nghèo đến mức như vậy? Mẹ thì mất, có ba thì cũng như không, có bà thì yếu quá rồi. Mình ở cạnh bờ sông đó, mỗi lần mà trái gió trở trời như vậy, cái ngôi nhà như vậy nó cũng không an toàn nữa. Con ơi, sau này con ước mơ con làm gì vậy? Không ước mơ luôn hả? Tội nghiệp không? Một đứa trẻ đến tuổi này phải là tuổi được ăn, được mặc, được học, được sống với những ước mơ của mình. Nhưng mà bé cũng không có một ước mơ nào cả. Nó cạn kiệt luôn những cái tương lai của bé rồi. Không sao đâu con, lau khô những giọt nước mắt đi ha. Số phận của mình nó hẩm hiu như vậy. Chú nghĩ rằng là ông trời không lấy của ai cái gì hết đâu, rồi đến lúc ông trời cũng sẽ cho mình lại những cái điều mà mình mong muốn. Rồi đây lớn lên, nhất định con sẽ gặp thật nhiều may mắn, nhất định con sẽ thành công. Để lúc đó có thể con sẽ gặp lại ba mình và đem cái thành công đó, đem những nỗ lực đó khoe với ba mình rằng là: ba ơi, mặc dù không có ba, ba không về với con, nhưng con đã làm được tất cả mọi thứ. Cảm ơn ba đã sinh con ra trên cuộc đời này. Mình chỉ nói như vậy thôi. Còn ha, nào, hãy vui lên. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.